Cũng vườn kia. Nhưng mà vườn kia thì để nó giãn ra như này không được tán như này. Nhưng mà tán nó chưa tỏa. Ơ thế này, cái này hàng đợt đi nó lấy bao nhiêu? Không, nhưng mà lấy bao nhiêu chậu? À, nó cũng giải quyết được gần như hết điểm. Ồ, thế thì rộng rãi thoải mái thế còn gì? Thế sao này không giãn ra? Rộng như thế thì không giãn à? Ui giời. À, tưởng này bảo là tao bận còn đang xem World Cup. Đấy, ngũ sắc đây. Cái chậu to đây là có người kiếm ăn xa bờ. kiếm ăn xa bờ. Nhưng mà nói chung là nếu mà lẻ liếc các thứ ấy thì kéo lên kéo xuống thì mệt. Kiếm ăn xa bờ. Đặt mối quan hệ ở xa. Nhưng mà chính cái làm ngũ sắc này thì thổ lộ mấy anh em là làm cũng không có đột phá, tức là kiểu nếu mà nó sốt lên thì bán được 20-30 triệu một chậu này thì mới giàu được. 5 cây rồi, ra ngoài kia xem nào. Không, đây ở đây này, cái cây này cũng được chứ sao. Chú ấy không thích tán lệch đó rồi. À. Mẹ con bàn trà như này này, gọi là đây là gọi là dáng ô, còn con này gọi là hai tầng tán và tán, nó gọi là bàn trà đây này. Ô, con này thì quá đẹp luôn. Thật. Đấy, hai từng tán này. Đấy, từng tán dưới này. Rồi, từng tán trên này. Xong rồi nó lại còn sang một bên này. Đấy, gọi bàn trà nhưng mà kiểu bàn trà không tới nhưng mà nó đẹp. Còn bọn này là ô. Đấy, ô. Bán 10 chậu, mỗi chậu được 1 triệu bạc một chậu. Tôi nói cho các bạn như thế nhưng mà các bạn mua lẻ một chậu hoặc hai chậu thì giá nó cao hơn đấy. Mua lẻ thì với cả đây là khách này thì hôm ấy là tôi đăng là nói chung là 1 triệu một chậu lấy từ 10 chậu. Thế là ông chú mới lấy nhưng mà ông chú lại thêm 4 chậu hoa giấy to. Xong rồi ông chú còn bảo là muốn ấy xanh si. À, câu chuyện về xanh si nó cũng là ấy đấy. Đỏ đô à? Ông chú bảo cái thủy là muốn lấy xanh si. Thế là tôi mới bảo mấy cái thủy là bỏ cái vụ xanh si đi. Thứ nhất là mình không có kinh nghiệm, cho nên là không có kinh nghiệm về xanh si, cũng chả biết là nó đẹp kiểu gì. Thế là thôi bỏ cái ý đi, mình làm cái gì mình phải biết giá. Cái thứ hai là có những người anh em người ta chuyên về xanh si cơ, thì đảm bảo được cái giá rẻ cho khách. Đây mình chả biết cái mẹ gì thì thế là về sau ông chú ông ấy lấy xanh si ở dưới Hải Dương đấy. Nhưng tôi mà như người khác thì tôi bảo tôi chuyên xanh si đây. Giá rẻ mới thế nọ thế kia nhưng mà mình nói thật luôn. Được bà mấy chậu rồi để ra ngoài kia đấy, biết 6 chậu còn 4 chậu thôi đúng không? À nào tiếp tục hành trình.